tàn dư của chế độ ngụy quân ngụy quyền, mà sau khi nó đã phải tụt quần đu càng ra hải ngoại rồi ấy, thì nó chưa bao giờ từ bỏ cái lòng hận thù và đố kỵ. Thành ra cái vấn đề từ phát ngôn cho đến hành động để mà chống phá Đảng Nhà nước Việt Nam, trên cái hành động là gì? Xuyên tạc, bóp méo, thổi phồng tất cả những sự kiện ở trong nước, kể cả đúng hay sai, tích cực hay tiêu cực, chúng đều xuyên tạc hết. Cái đó chúng đều xuyên tạc hết. Thế thì ở đây, ở cái chỗ này là chúng luôn luôn lợi dụng cái tâm lý của quần chúng nhân dân Việt Nam trong vấn đề luôn đề cao cảnh giác đối với cái tư tưởng của phương Bắc. Từ giai đoạn lịch sử trước đây đã chứng minh rồi là giặc phương Bắc chưa bao giờ từ bỏ cái dã tâm xâm lược và đô hộ cai trị dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên trong lịch sử đã chứng minh chúng không bao giờ làm được, nhưng dã tâm đó chưa bao giờ từ bỏ. Thì hiện nay cũng vậy, thành ra bọn ba que nó lợi dụng cái tâm lý đó, thành ra chúng muốn kích động quần chúng nhân dân trong vấn đề một số những cái hạn chế của đất nước, trong sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, để chúng tạo cho cái dư luận quần chúng và xã hội giảm niềm tin vào Đảng và Nhà nước, để từ đó chúng có nhiều cái hoạt động chống phá nó có kết quả hơn. Tuy nhiên thì dân ta thì luôn luôn tin Đảng Nhà nước rồi. Thế ở cái chỗ này phải nói như thế này, cái vấn đề chúng ta bị phụ thuộc ở một cái nước lớn ý, thì cái này không tránh khỏi, đây là yếu tố khách quan và chủ quan. Ở cái chỗ là chúng ta không thể chọn được nhà, không thể chọn được đất nước, mà đất nước sinh ra đã nằm ngay bên cạnh một thằng vừa có thủ đoạn, vừa có dã tâm, và đồng thời chúng có mạnh hơn chúng ta về quân sự, mạnh hơn chúng ta về kinh tế. Thành ra đừng bao giờ nghe các bọn ba que nó nói là phải đánh tàu, phải chống trả tàu, chúng nó nằm ở Tây Bán Cầu ấy, có xảy ra chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc thì chúng cũng giúp háng bố Mỹ của chúng. Chứ chúng không chịu đau thương, mà chỉ dân tộc Việt Nam chịu đau thương nếu chiến tranh xảy ra. Anh nhìn biên giới Tây Nam, nhìn biên giới phía Bắc, sau khi chúng ta giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, thì chiến tranh biên giới Tây Nam cũng do cái sự kích động và dung dưỡng của thằng Trung Quốc, mà thằng Campuchia, bọn Khmer Đỏ nó mới cháo trở để nó đánh ta. Sau khi chúng ta giúp làm nhiệm vụ quốc tế giải phóng nhân dân Campuchia khỏi họa diệt chủng, thì chúng cứu cho đồng đội, cứu cho chư hầu, chúng đánh biên giới phía Bắc với 60 vạn quân xâm lược cả 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Anh nhìn thấy cái cuộc chiến mà chúng ta cả dân tộc đứng lên để đánh trả quân Trung Quốc xâm lược để giữ biên cương phía Bắc như thế. Thì anh thấy rằng là có bao giờ chúng ta không phải là chúng ta phụ thuộc tàu và chúng ta không sợ tàu. Nhưng quan điểm đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước gì? Chúng ta muốn làm bạn với tất cả các quốc gia, dân tộc trên thế giới. Là gì? Nhằm mục đích là gì? Là giữ hòa bình ở trong mối quan hệ, sử dụng việc đối ngoại và quan hệ quốc tế làm sức mạnh cho dân tộc chúng ta trong vấn đề chống giặc ngoại xâm. Chứ đừng nói bây giờ chúng ta một cái nước bé nhỏ như thế này, kinh tế còn yếu, tiềm lực quân sự còn hạn chế, chúng ta không thể đương đầu khi một xảy ra chiến tranh. Mà chiến tranh hiện đại thì chỉ dân khổ, người dân chúng ta khổ nhất. Thế thành ra cái bọn ba que nó luôn luôn là gì? Nó kích động một cái tâm lý bài chung, và đồng thời nó gán cho Đảng và Nhà nước là bán nước cho tàu, phụ thuộc cho tàu, làm nô lệ cho tàu, để tạo cái tâm lý quần chúng nhân dân và xã hội giảm cái uy tín của Đảng và mất niềm tin của quần chúng nhân dân. Đây chính là cái con bài và chiêu bài của chúng trong cái vấn đề diễn biến hòa bình. Cái thứ hai em muốn nói ở chỗ là chúng ta để không phụ thuộc cái thì là gì? Đảng đã đưa ra một cái quan điểm đường lối rất là đúng đắn là gì? Tăng cường các mối quan hệ với tất cả các quốc gia trên thế giới, đồng thời là tạo cái mối quan hệ tốt đẹp đó, và đồng thời là không bao giờ liên kết với một nước thứ ba để chống một nước okay, khác. Đây là quan hệ đường lối cực kỳ đúng đắn, mềm dẻo nhưng linh hoạt, nhưng đồng thời cũng thể hiện cái bản lĩnh của người Việt là gì? Khi giặc đến nhà, đàn bà cũng đánh. Chúng ta không gây hấn nhưng sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ độc lập và chủ quyền. Đây là quan điểm của Đảng. Chúng ta phải nhất quán điều đó. Cái thứ hai là anh Siêu không hiểu ý anh Bằng nói lúc đấy là cái dự án đường tàu trên cao của Cát Linh Hà Đông. Đây là một cái dự án nhằm giải quyết toàn bộ cái vấn đề giao thông cục bộ trong thành phố Hà Nội. Thế thì vừa rồi ấy, nhà thầu, tức là ta phải nói với nhau là dự án của chính phủ, dự án hạng A của chính phủ, nhưng tổng thầu là Trung Quốc trúng thầu. Và đồng thời toàn bộ cái vật tư thiết bị đó chúng ta chấp thuận là nhà thầu cung cấp với cái giá thỏa thuận và đồng thời với cái tiến độ chúng ta ấn định. Tuy nhiên cái công tác quản lý nhà nước trong dự án đó vẫn còn nhiều hạn chế, dẫn đến tình trạng là gì? Là tiến độ bị kéo dài, vốn liếng bị đội lên cao. Và cái mấu chốt mà lúc ấy anh hỏi anh Trần Siêu, anh Siêu không rõ ấy, là gì? Vừa rồi chạy thử nghiệm thì nhà thầu được ban quản lý dự án giao cho chạy thử, thì đương nhiên nhà thầu nó phải đưa những cái etiquette,
những cái bảng chỉ dẫn và sơ đồ để cho các cái công nhân kỹ sư vận hành thử nghiệm đó bằng hai thứ tiếng Việt Trung, để người ta đảm bảo cho cái công tác vận hành chạy thử, chứ đây được không tốt. Phải bàn giao để đúng rồi. Để thực hiện giải quyết vấn đề giao thông. Nếu như trường hợp cái dự án này thì đương nhiên cái chữ Trung Quốc đó không còn hiện diện ở trên cái tích kê cũng như là tất cả những cái biển báo và sơ đồ, phải khẳng định với nhau như thế. Nhưng bọn Ba Que đang lợi dụng điều đó để kích động cho rằng dự án đó là của người Tàu, và hiện nay Hà Nội đã tràn ngập người Trung Quốc cộng với những dự án đó của Việt Nam nhưng người Trung Quốc quản lý, và đưa cái ngôn ngữ Trung Quốc lên để làm cái ngôn ngữ phổ thông. Đây là chính là cái mưu đồ và chiêu bài của Ba Que phản động nói chung. Thì theo em là phải cái này đấy, một số người hiện nay là như là ta khẳng định với nhau cái tâm lý một số kẻ, nhất là Ba Que và một số dân chủ của đang lợi dụng điều đó, nhưng chính chúng nó mới là những kẻ sợ Tàu, chứ bản thân dân Việt Nam ở trong nước chưa sợ Tàu. Em nói với anh Bằng Nguyễn cùng tất cả các anh chị trên diễn đàn, chính bản thân em đang cách biên giới có 10 cây thôi, và hàng ngày hàng giờ đang ở biên giới phía Bắc, ở cửa khẩu Hữu Nghị Quan, ở cửa khẩu Tân Thanh, cửa khẩu quốc gia quốc tế. Hàng ngày bà con dân tộc địa phương vẫn chăm lo lao động sản xuất ngay tại biên giới, và lực lượng công an, biên phòng và các cái cơ quan chức năng quản lý biên giới, chúng ta vẫn đang hàng ngày hàng giờ thực thi cái nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Làm gì có cái tâm lý nào là sợ Tàu. Chúng ta chỉ sợ Tàu là chỗ này này, em vẫn từng nói là tôi sợ nhất giặc Trung Quốc, bởi vì chúng ta đang có hòa bình. Sợ nhất điều đó. Sợ nhất là khi gây hấn và xảy ra chiến tranh. Đây là điều tôi sợ nhất, và tôi sợ nhất Tàu khi nó thực hiện cái âm mưu và thủ đoạn để kích động và đánh phá nhằm cái mục tiêu là gì? Xâm lược và cai trị, hoặc là áp đặt hoàn toàn cái chính phủ và đảng của chúng ta phụ thuộc hoàn toàn nước lớn. Nhưng đảng và nhà nước từ trước đến nay tất cả những cái hoạt động về vấn đề đối ngoại và quan hệ quốc tế, anh cứ để ý mà xem, một cái quan điểm cực kỳ cương quyết nhưng cực kỳ linh hoạt và mềm khôn khéo. Chúng ta tạo được cả cái mối quan hệ đối với các quốc gia có trọng lượng ở trên thế giới. Thế còn ở đây chúng nó vẫn cứ nói là một số kẻ ấy, nó là chúng ta là phải theo Mỹ bài chung. Thực ra chẳng theo thằng nào được hết cả. Việt Nam là một miếng mồi ngon của tất cả các loại đế quốc thực dân cũ và mới, kể cả bọn bành trướng. Xin lỗi ông Trung Tiến. Bây giờ Hoàng Trần ở đây này, tao lên sợ gì? Diễn đàn của tôi mời tất cả mọi người lên. Hoàng Trần mà muốn lên ấy, thì ok, tôi sẽ mời lên. Nhưng lên diễn đàn của tôi phải lịch sự, phải trao đổi đàng hoàng. Mình là đều là người Việt với nhau, đúng không? Dù tư tưởng có khác nhau, nếu mà lên diễn đàn mà ví dụ không theo cái chủ diễn đàn của tôi sẽ đá xuống. Rồi, xin mời ông Trung Tiến. Nếu mà muốn lên thì ok. Thực ra thì cũng phải nói với anh Bằng và tất cả anh chị em ở trong này, thì cũng có một vài người, người ta đại diện cho cái nhóm gọi là trái về mặt tư tưởng và quan điểm. Vâng. Người ta cho rằng Cộng sản Việt Nam bán nước cho Tàu, phụ thuộc cho Tàu, rồi dân ta làm lúc lại. Nhưng thực chất tôi không nhìn cái thực tế của nhân dân đất nước và xã hội Việt Nam đang ngày một phát triển. Dù rằng bên cạnh cái quá trình phát triển nó không tránh khỏi có những hạn chế. Điều đó là quy luật tất yếu. Quy luật của thế giới. Vấn đề khách quan và chủ quan đều khẳng định được cái điều đó rồi. Kể cả nước tư bản, 300 năm nay không có chiến tranh, không có nội chiến, không có xâm lược, nhưng vẫn trong vấn đề quản lý và điều hành của chính phủ nó vẫn có hạn chế. Anh hỏi rằng Hoa Kỳ có hạn chế không? Chính phủ Hoa Kỳ có hạn chế không? Một số đất nước gọi là trung lập và dân chủ thực sự, nhưng có hạn chế không? Vẫn có tình trạng tham ô tham nhũng, vẫn có tình trạng để cho những người dân vô gia cư hoặc là phải trợ cấp xã hội và thiếu việc làm. Cái chuyện đó là hạn chế của xã hội, và trong đó cái vai trò lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước. Anh công nhận không? Rồi, đúng thế rồi. Thì Việt Nam cũng tránh khỏi điều đó, mà Việt Nam chúng ta mới trải qua khỏi gọi là đổi mới rồi nhá, đổi mới về mặt tư duy, nhận thức và phát triển kinh tế khoảng được hơn 20 năm nay. Còn trước đó là trải dài trong các cuộc chiến bảo vệ đất nước, cuộc chiến chống ngoại xâm và nội xâm. Anh thấy không? Mà chỉ có hơn 20 năm đất nước chúng ta đã phát triển như thế này, đời sống của nhân dân đã chuyển biến một cách tích cực. Tại sao chúng ta không ơn đảng, ơn nhà nước, và chúng ta không đồng lòng chung sức để mà ủng hộ vào đảng và nhà nước? Bản thân bây giờ chúng ta thấy rằng đất nước chúng ta hòa bình, ổn định, không có khủng bố. Anh công nhận không? Không có khủng bố, không có chiến tranh. Đây là điều hạnh phúc nhất của nhân dân đất nước. Một đất nước, một xã hội được bình yên, đó là điều hạnh phúc cho nhân dân.
Chứ còn như chúng nó cứ cứ ra giả 43 năm nay ấy là đảng độc tài, rồi là độc đoán, rồi là không có dân chủ, không có tự do ngôn luận, không có tự do tín ngưỡng tôn giáo. Chúng phải về trong nước, chúng phải nhìn thấy thực tế xã hội, chúng phải nghe những người dân lên tiếng, chúng thấy những cái công trình và cơ sở hạ tầng của xã hội thì chúng mới biết được rằng là đảng và nhà nước đã chăm lo như thế nào. Còn những cái vấn đề hạn chế, xin nói với anh ấy, cái công tác quản lý cán bộ cũng như cái vấn đề quản lý và điều hành trên cơ sở chủ trương đường lối của đảng là đúng đắn. Tuy nhiên khi tổ chức triển khai và thực hiện, có nơi, có chỗ, có thời điểm còn bị ảnh hưởng và còn có những cái sai phạm xảy ra. Nhưng đảng và nhà nước không bao giờ dung túng bao che cho những tổ chức cá nhân làm sai. Kiểm tra, kiểm soát và xử lý một cách nghiêm minh theo đúng quy định của nhà nước. Anh thấy không? Trong vấn đề cán bộ, không có vùng cấm, kể cả ủy viên Bộ Chính trị, bí thư thành ủy một thành phố lớn trực thuộc Trung ương. Nhưng khi anh có vi phạm pháp luật cũng phải đem ra xử lý. Chứ đâu có vùng cấm. Cho nên chúng nó đừng nói là Đảng Cộng sản Việt Nam độc đảng là độc tài, hay là trong đảng đó không có dân chủ. Đảng chúng ta có một cái quan điểm nhất quán là gì? Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, đây chính là sự dân chủ trong lãnh đạo. Cá nhân để quy trách nhiệm, nhưng tập thể lãnh đạo có nghĩa là lấy ý kiến của tập thể, thì đấy là sự dân chủ. Và đồng thời hội đồng nhân dân các cấp, đó chính là tiếng nói của quần chúng nhân dân thông qua đại biểu của mình. Đấy cũng phải thể hiện cái sự dân chủ không ạ? Còn cái tự do ngôn luận, bây giờ kể cả anh em mình thấy rằng là bây giờ cái thời đại công nghệ 4.0, toàn bộ cái hệ thống trang thông tin điện tử hay trang mạng xã hội, mọi người được quyền lên tiếng bày tỏ quan điểm. Anh ạ, dạ. Nó là như thế. Tại sao chúng nó cứ xuyên tạc, rồi chúng nó bảo không có tự do tôn giáo? Thế anh có thấy không, nhà nước Việt Nam, Quốc hội Việt Nam còn ban hành luật tín ngưỡng tôn giáo để công nhận và coi trọng quyền tự do tín ngưỡng của mọi công dân. Và mọi tôn giáo đều được hoạt động một cách bình đẳng trước pháp luật. Đây là một cái quyền tự do tín ngưỡng. Cái thứ hai là tất cả các địa phương trên cả nước đều có các cái cơ sở thờ tự và hoạt động tín ngưỡng tôn giáo một cách thoải mái. Bà con đi hành lễ, bà con đi lễ Phật, bà con thực hiện những cái lễ nghi rất là đàng hoàng thoải mái, chúng cứ xuyên tạc. Anh thấy không? Chúng xuyên tạc ra giả 43 năm nay rồi, chúng sử dụng tất cả những cái hành vi để mà nhằm cái mục đích để chống phá. Tuy nhiên, với một cái quan điểm đường lối lãnh đạo của Đảng cũng như là cái tinh thần của nhân dân đất nước, em cho rằng chúng chỉ là những cái kẻ mà ra giả võ miệng, chứ chúng chưa làm được cái gì cho nước. Nếu chúng thực sự yêu nước thì chúng phải về trong nước, chúng tham mưu, chúng đề xuất, chúng giúp cho chính phủ để đưa ra những cái phương án giải pháp làm sao đưa những cái tri thức để xây dựng phát triển nền kinh tế, hoặc đưa những cái tri thức về công nghệ để phục vụ cho cái phát triển chung, thì đấy mới là yêu nước. Còn yêu nước mà cứ bên kia ngồi xuyên tạc, rồi là vu khống, rồi là thổi phồng, là bóp méo, là xoáy vào những cái hạn chế của đất nước, đấy sao gọi là yêu nước được, đúng không anh? Rồi xin đấy, lỗi cái thằng nói... Trần Trúc này, anh nói cho mày này, mày là đồng hương với anh, nhưng mày anh nói với tất cả mọi người, nói là mày có thần kinh rồi. Ngày xưa Thái Lan có Việt Nam Cộng Hòa hơn Thái Lan à? Mày lấy dẫn chứng đâu về cái phát triển kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa từ năm 1974 ấy? Mày xem như thế nào, hay mà mày cứ ngồi coi như mày nói thua nói hơn mà cứ nói ấy vậy thôi. Thôi không để ý thằng nữa. Bây giờ tôi nói anh Nông Xuân Tiến là như này này. Các cụ ngày xưa nói một cái câu như này tôi ngẫm là rất hay. Tức là bán anh em xa, mua láng giềng gần, đúng không? Thì hiện nay Việt Nam có những đường biên giới với Lào, Campuchia và Trung Quốc. Thì Campuchia nước coi như là Việt Nam hiện nay quan hệ rất tốt rồi, còn đối với Trung Quốc nữa. Thì bây giờ ví dụ quan hệ với một cái thằng xấu nó ở bên cạnh mà nó đối xử tốt với mình thì đó mới là người giỏi. Chứ còn bây giờ coi như là hơi tí bắt đầu Việt Nam là một đất nước coi như nhỏ hơn, về yếu hơn về tất cả các mặt, về quân sự, về dân số, về tất cả các thứ. Thì bây giờ suốt ngày ông có hơi một tí ông đi hơi hấn rồi thì đâu có được, đúng không? Cho nên là mình ngoại giao làm sao phải cực kỳ khôn khéo để mà có giữ cái đường biên giới nó hòa bình, ổn định, phát triển. Như thế là đời sống của nhân dân ta, kinh tế mình mới phát triển lên được. Chứ còn hơi một tí, ví dụ như bọn Ba Que nó chỉ muốn kích động. Vâng, xin mời Nông Xuân Tiến. Bây giờ anh Bằng ạ, có một cái ý này mà nhất là các cái lực lượng chống phá đất nước nó hay nói ấy, là Việt Nam độc đảng.
Xuyên tạc là năm 2020 Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh của Trung Quốc như cái nội dung của Hội nghị Thành Đô năm 90. Thế thì tại sao từ năm 1999 đến 2009 chính phủ hai nước Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa lại thành lập cái ban phân giới cắm mốc mà chúng ta đã hoàn thành thực hiện sau cái việc phân giới cắm mốc? Nếu giả sử Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc năm 2020 thì việc gì chính phủ hai nước phải tổ chức thực hiện cái việc cắm mốc phân giới? Làm gì phải làm cái việc đó? Sao chúng nó lại xuyên tạc một cách ngu dốt như vậy? Nếu Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc thì không cần phải hai chính phủ ngồi lại với nhau qua 10 năm hàng trăm cuộc đàm phán cấp chính phủ để mà xây dựng cái phân giới. Lúc Chiến nhân giữ diễn đàn cho mình cứ ở 3 phút, vừa nãy có điện thoại ở Bắc điện thoại vào nhá. Ở máy mình thì mình ra mình ấy. Lúc Chiến cứ giữ diễn đàn cho mình khoảng 2-3 phút. Rồi là bây giờ cũng nói bây giờ cái phân giới cắm mốc của chúng ta là cái cấp quốc gia giữa hai chính phủ cùng nhau thảo luận, tranh luận, đấu tranh với nhau 10 năm rồi. Từ năm 1999 đến 2009 trải qua hàng trăm cuộc đấu tranh trên bàn hội nghị, chúng ta mới thực hiện được cái vấn đề phân giới cắm mốc ở trên đất liền. Đó. Thế nếu mà cứ như là các vị chống phá, các vị cứ nói là Việt Nam bán nước cho Tàu rồi là năm 2020 Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc thì tại sao lại phải làm cái việc đó, làm gì cho mệt? Cái thứ hai bây giờ về vấn đề an ninh quốc phòng, Đảng nhà nước đã thực hiện cái việc đầu tư mua sắm các cái loại phương tiện trang thiết bị phục vụ cho vấn đề bảo vệ an ninh quốc phòng. Thế nếu giả sử như là bán nước cho Tàu thì cần gì phải làm cái chuyện đó, lấy cái tiền đó mà ăn chơi, lấy cái tiền đó mà sinh hoạt không sướng hơn à? Rồi cái vấn đề lại bảo là bây giờ làm sao chúng ta phải không phụ thuộc Tàu, chúng ta phải. Rồi ơi ông Trần Trúc ơi, ông quá dở rồi, sao gọi là cắm mốc lại là gọi là mất đất? Bây giờ trên cái cơ sở hiệp định phân giới cắm mốc trên đất liền giữa nhà nước Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trên cái cơ sở là cái hiệp ước pháp thanh cùng cắm mốc biên giới, bây giờ chúng ta hai quốc gia phải thống nhất lại để trên cái cơ sở vạch ra cái đường biên mốc giới, cắm cột mốc một cách nó bình đẳng và tôn trọng về cái vấn đề chủ quyền của hai quốc gia. Từ năm 1999 đến 2009, trong 10 năm đó diễn ra hàng trăm cuộc đấu tranh trên bàn hội nghị, trên cơ sở lịch sử để lại, trên cơ sở thực tế, thực địa để hoàn thành cái việc cắm mốc. Mà ông bây giờ ông lại bảo là cắm mốc là bán đất. Sao ông nói dở hơi như vậy? Bây giờ nếu mà các vị, nhất là các vị ở nước ngoài, các vị hãy về một lần trong nước, các vị hãy trực tiếp đi trên biên giới đất liền, các vị xem rằng là những cái địa điểm cắm mốc biên giới Việt Nam và Trung Quốc xem nó như thế nào. Và hàng ngày hàng giờ các lực lượng sĩ quan biên phòng và công an cũng như các cái đơn vị chức năng người ta quản lý biên giới làm sao, quản lý Việt Nam và Trung Quốc trong vấn đề nhập xuất cảnh như thế nào. Các vị cứ toàn ngồi một chỗ, các vị gõ bàn phím rồi các vị xuyên tạc rồi các vị thổi phồng những cái việc chuyện là mất đất mới bán nước cho Tàu. Tại sao các vị lại ấu trĩ như vậy? Các vị không hiểu. Còn nếu bây giờ muốn nói như này, phải thực sự chúng ta phải có một cái nói một cái điều với nhau thực tế như này. Cái công tác quản lý về vấn đề hàng hóa khi mà nhập xuất nhập khẩu, bây giờ bản thân là một số những người mà người ta thù địch với nhà nước Việt Nam, người ta cho rằng hiện nay hàng hóa độc hại của Trung Quốc tràn ngập ở thị trường Việt Nam. Thì đúng, cái này có nhưng nó không phải hoàn toàn. Đừng lấy một hiện tượng mà đánh lên bản chất, đừng lấy một sự việc, đừng lấy một hiện tượng để đánh đồng. Nó có nơi có chỗ, có lúc có mặt hàng, nhưng nó chỉ phần là thiểu số. Bởi vì sao? Bởi vì cái biên giới đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc nó gồm rất nhiều cửa khẩu quốc tế và quốc gia. Tuy nhiên bên cạnh đó, biên giới đất liền nó có nhiều cửa mở và đường dân sinh. Thành ra cái vấn đề hàng lậu mà do cái lực lượng chức năng của chúng ta làm chưa hết trách nhiệm, hoặc do bản thân một số những tư thương của chúng ta hám lời, đôi khi bỏ qua cái lợi ích quốc gia và hám lời chỉ vì trục lợi cá nhân mà đưa những cái hàng nhập lậu và không qua kiểm soát đó trà trộn len lỏi vào thị trường. Thì bây giờ chúng ta làm sao? Tăng cường công tác quản lý nhà nước và quán triệt về công tác